Ngọc Trinh thách thức dư luận khi diện bộ pyjama tái hiện chiếc váy dự canet. Ồn ào về chiếc váy dự canet chưa hạ nhiệt, Ngọc Trinh lại gây sốc khi mặc trang phục pyjama có họa tiết giống như vậy khiến nhiều người bất ngờ. Ngọc Trinh gây sốc khi diện đồ trang phục ngủ có họa tiết hình ảnh chiếc váy mặc như không với câu nói slogan "Yêu không tiền cặp đất mà ăn". Chiếc váy mặc như không ở liên hoan phim Cannes khiến Ngọc Trinh nhận khá nhiều sự quan tâm thời gian vừa qua. Không chỉ truyền thông trong nước mà ngay cả quốc tế cũng tốn khá nhiều giấy mật về cô. Đến nay, mọi thông tin xoay quanh chiếc váy của nữ hoàng nội y vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, chính cô đã khơi lại câu chuyện này một cách hào hứng. Khi đang đứng trang điểm và diện pyjama, nhắc lại hai scandal lớn của cô từ khi bước chân vào showbiz, mọi thứ chẳng có gì đáng bàn. Nếu trên bộ đồ pyjama này, Ngọc Trinh không có sự xuất hiện của họa tiết táo bạo hình ảnh. Với chiếc váy trên bộ đồ ngủ hay nhắc lại phát ngôn không tiền cặp đất mà ăn, gây chấn động và tự tin về nhan sắc của mình. Cách đây 7 năm, Ngọc Trinh từng phát ngôn gây bão khi nói về tình yêu rằng không tiền cặp đất mà ăn. Thời điểm này, cô bị chỉ trích gay gắt vì sống thực dụng và được gọi là chân dài não ngắn. Ngọc Trinh diện bộ đồ khơi gợi là hình ảnh gây tranh cãi trên thảm đỏ Cannes. Trong clip, người đẹp còn đứng xoay chuyển tạo dáng trên thảm đỏ Cannes cũng được tái hiện lại y chang. Thậm chí còn có câu Ngọc Trinh phải xinh, phải đẹp hơn nữa. Có thể thấy những scandal dù to hay nhỏ, có thế nào cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của Ngọc Trinh. Việc cô diện bộ đồ ngủ nhắc lại các scandal dường như là một sự thách thức với dư luận. Bộ váy mặc như không trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes tiếp tục là một scandal đáng nhớ trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Ngọc Trinh. Hiện tại mức phạt của cơ quan chức năng dành cho Ngọc Trinh vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận. Cô cũng đón nhận những thông tin này vô cùng lạc quan. Và dù có phạt với số tiền thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn Ngọc Trinh sẽ không bao giờ thôi sexy. Hoài Linh nói lời xin lỗi người phụ nữ trên cả tuyệt vời của mình. Danh hài Hoài Linh nghẹn ngào nói về người phụ nữ trên cả tuyệt vời của mình khiến cư dân mạng xúc động. Nghệ sĩ Hoài Linh đã có những chia sẻ xúc động về người bà nội quá cố, người mà nam danh hài gọi là người phụ nữ trên cả tuyệt vời của mình. Danh hài Hoài Linh nói: "Bà nội của con ơi, thế là 27 năm rồi, kể từ ngày nội lìa xa cõi tạm này mà về với Chúa. Hôm nay dỗ nội, tự nhiên con thấy lòng mình cảm giác khó tả, nó lạ lắm nội ơi. Từ khi con chào đời đến khi nội mất, suốt 24 năm nội chăm sóc lo lắng cho con và các anh chị em, lo lắng cho từng gia đình con cháu của nội và lo lắng luôn cho cả những người quen hoặc không quen. Người phụ nữ trên cả tuyệt vời của con ơi, nội vẫn theo dõi thằng Linh Anh, cháu của nội chứ. Nó bây giờ trên 50 tuổi rồi đây nội, cái tuổi mà muốn được cận kề và được nằm trong vòng tay của ông bà cha mẹ bắt đầu đếm từng ngày. Con trai út cưng của nội đang ở tuổi 83, con dâu út nội thương nhất cũng 81 tuổi rồi đó nội. Bạn bè con tụi nó gặp con là nhắc đến nội, những người hàng xóm, những nơi gia đình mình từng ở cũng nhắc nội hoài. Con luôn hãnh diện về nội, cuộc sống của con và gia đình mình được thế này là do nội cho. Hơn cả của cải quý giá, đó là phúc báu của nội đã lặng lẽ làm khi còn trên thế gian này. Chúng con có học suốt đời cũng không học hết được những đức tính tốt đẹp nhất của nội. Nội ơi, thằng Linh Anh của nội bây giờ tóc bạc rồi đó nội, bạc như tóc nội lúc con 8-9 tuổi. Con sức dầu dừa lên tóc nội vậy đó, không biết nội còn nhận ra tóc của thằng Linh Anh khi sờ lên đầu và nhận biết tên từng đứa cháu của nội không nữa. Con có lỗi với nội nhiều lắm, nhiều hơn những gì tốt đẹp nhất nội đã dành cho con trong cuộc đời này. Con hư quá phải không nội? Con xin lỗi nội, xin lỗi nội." Kèm theo những chia sẻ xúc động ở trên, danh hài Hoài Linh đang kèm tấm ảnh chụp những kỷ vật mà bà nội để lại. Những chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh khiến cư dân mạng xúc động. Thời gian qua, nam nghệ sĩ hạn chế nhận lời mời tham gia các show truyền hình, tạm lánh showbiz. Hoài Linh chọn cuộc sống giản dị với sông nước miệt vườn. Bên cạnh đó, sáu mảnh còn dành thời gian sang Mỹ thăm con trai ruột. Cùng với đó, nam danh hài dành thời gian cho đi du lịch khám phá. Bị đồn là chồng phi nhung, đây mới là sự thật về vợ con của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc sống viên mãn hiện tại bên vợ và hai người con trai. Nam ca sĩ cũng tiết lộ nhiều sự thật thú vị đằng sau việc trở thành đôi song ca được yêu thích nhất cùng với Phi Nhung. Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ được nhiều người yêu mến vì chất giọng mượt mà tình cảm. Những bản tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương như Vợ Tôi, Bến Sông Chờ, Vòng Nhẫn Cưới, Tình Nghèo Có Nhau, Người Phu Kéo Mo Câu qua tiếng hát của anh luôn nằm trong trái tim người hâm mộ. Không chỉ với Bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên đi vào lòng người.
Mới đây, khi đi làm giám khảo chủ đề trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, ca sĩ Mạnh Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc sống viên mãn hiện tại bên vợ và hai người con trai. Tại đây, nam ca sĩ cũng tiết lộ nhiều sự thật thú vị đằng sau việc trở thành đôi song ca được yêu thích nhất cùng với ca sĩ Phi Nhung. Lên tiếng về tin đồn là vợ chồng với Phi Nhung và điểm chung bất ngờ của hai người, ngoài đơn ca, Mạnh Quỳnh còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Trong số đó, Phi Nhung chính là người được khán giả ghép đôi cùng nam ca sĩ nhiều nhất trong suốt hai thập kỷ qua. Cặp đôi song ca ý Mạnh Quỳnh Phi Nhung, hai gương mặt gắn liền với nhau bên những bản tình ca đầy cảm xúc. Thậm chí có không ít tin đồn cho rằng cả hai đã là vợ chồng với nhau ở ngoài đời. Giải thích về mối quan hệ này, Mạnh Quỳnh cho biết, đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết. Nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ, có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thật sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngại ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Không chỉ giống nhau về giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh còn có nhiều điểm chung khác như cùng tuổi, cùng là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ, cùng trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sự kết hợp của hoàng tử nhạc sến Mạnh Quỳnh cùng nữ hoàng băng đĩa Phi Nhung càng được khán giả yêu mến và nhiệt tình ghép đôi. Không có nợ với nhau, nhưng giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần và luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương như những người thân ruột thịt. Đây mới là vợ con ngoài đời thật của Mạnh Quỳnh. Trên thực tế, Phi Nhung đang là mẹ đơn thân, còn Mạnh Quỳnh đã kết hôn cùng cô gái người Mỹ gốc Việt xinh đẹp tên Cẩm Diệu vào năm 2004. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, chính Phi Nhung là người mai mối xe duyên cho anh và vợ. Hiện vợ chồng Mạnh Quỳnh đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và cuộc sống bình yên tại Mỹ. Do vợ nam ca sĩ lớn lên tại Mỹ nên tính cách của hai vợ chồng rất trái ngược, đặc biệt cô không bao giờ thích nghe nhạc của chồng. Tuy vậy, vợ của Mạnh Quỳnh vẫn luôn thấu hiểu cho công việc của chồng, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ cùng đồng nghiệp nữ. Về cuộc sống hiện tại, Mạnh Quỳnh tiết lộ bản thân đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh cho biết, trước đây khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Giờ đây tôi đã biết cân bằng giữa công việc, gia đình. Ở Mỹ tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Trong tuần khi vợ đi làm, tôi sẽ ở nhà chăm sóc hai con, nấu ăn và đưa các bé đi học. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm cho mình vào những lúc rảnh rỗi. Tại tập 12 Hãy Nghe Tôi Hát, Mạnh Quỳnh xuất hiện với vai trò giám khảo chủ đề. Những bản hit của anh thực hiện một cách mới lạ qua sự sáng tạo của các ca sĩ trẻ. Đây còn là đêm thi chọn ra ba gương mặt xuất sắc nhất giành chiếc vé vào đêm chung kết xếp hạng. Trấn Thành hát fly hay hơn Harigon, nhưng dân mạng chỉ chú ý chi tiết này. Trấn Thành bị cư dân mạng soi ra điểm bất thường khi mải mê khoe giọng hát fly được cho là hay hơn cả bà xã Harigon. Trong chương trình, ca sĩ thần tượng Trấn Thành đã trổ tài hát fly ca khúc Cánh Hồng Phai. Nhiều cư dân mạng nhận xét nam danh hài hát fly còn hay hơn cả bà xã Harigon. Dù hát fly hay, biểu cảm sâu, nhưng Trấn Thành vẫn bị soi ra một chi tiết lạ, đó chính là chiếc quần. Nam danh hài diện chiếc quần gần như sai về kích cỡ, bó sát, khiến nhiều người cho rằng anh đã mặc nhầm quần của bà xã Harigon. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành dính nghi án mặc quần của Harigon. Trước đó, trong một lần trổ tài vào bếp, Trấn Thành cũng bị cư dân mạng soi ra mặc quần giống của Harigon. Trấn Thành là một trong những sao nam có sở thích mặc quần bó mỗi khi lên sân khấu đi chơi. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào có cảm giác quần skinny như dính liền da, chật nứt, khá bí bách. Đã không ít lần ông xã Harigon muối mặt vì sự cố nhạy cảm khi diện những chiếc quần bó sát trên truyền hình. Trấn Thành được xem là ngôi sao đa đi năng của làng giải trí Việt, xuất phát điểm là một diễn viên hài. Với sự lanh lợi, thông minh và hoạt ngôn, Trấn Thành nhanh chóng chiếm lĩnh các chương trình truyền hình với vai trò MC. Hiện nay ông xã Harigon đang là tên tuổi sở hữu các cát-xê cao ngất ngưỡng. Nhã Phương khoe ảnh đẹp xuất sắc, nhưng bình luận của cư dân mạng mới đặc biệt. Nhã Phương khoe nhan sắc không góc chết, nhưng bình luận của cư dân mạng mới gây chú ý. Mới đây, Nhã Phương đã chia sẻ bức ảnh xuống phố vô cùng xinh đẹp. Bà xã Trường Giang vẫn trung thành chọn tông màu trắng và gỗ khoét sâu, khoe vẻ đẹp gợi cảm.
Ngay khi bức ảnh vừa được chia sẻ, cư dân mạng đã tấm tắc khen nhan sắc xuất thần của nhà Phương. Đáng chú ý là rất nhiều cư dân mạng đều khen bà xã Trường Giang hợp với việc sinh con, vì sau khi sinh càng đẹp hơn, đúng là gái một con trong mòn con mắt, xinh quá chị ơi. Nhã Phương có vẻ hợp với đẻ đấy nhỉ, ngày càng xinh. Chị Phương chỉ em bí quyết làm sao sinh con xong lại có thể xinh đẹp như vậy được không à? Anh Trường Giang khéo chăm vợ quá. Bên cạnh đó cũng có một số cư dân mạng lại đưa ra ý kiến cho rằng thích vẻ đẹp ngây thơ của Nhã Phương trước khi lấy chồng hơn. Em thích chị Phương của ngày xưa hơn, nhìn ngây thơ trong sáng, mới một năm lấy chồng mà đã già đi nhiều quá. Từ ngày lấy chồng chị Phương già đi quá. Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào hồi tháng 9/2018, sau bao sóng gió tưởng chừng như dừng lại. Sau khi cưới mười khó, nữ diễn viên tuổi thanh xuân khá cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống vợ chồng trên mạng xã hội. Nhã Phương thường dành cho ông xã những lời ngọt ngào lãng mạn, mỗi dịp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Vợ chồng Trường Giang thường khiến người khác phải ghen tị vì chăm sóc nhau như cặp đôi mới yêu.